thưa quý ông bạn chị em, tôi rất là vui mừng hôm nay được trở lại với quý ông bạn chị em trong loạt bài về Phúc Âm Văn. Chúng ta đi chung với nhau đã ba đoạn và chúng ta đi từng đoạn kinh thánh lấy ra những bài học quan trọng cho đời sống của mình, tìm hiểu những sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu Christ cho niềm tin cho sự cứu rỗi của chúng ta. Và tôi mong rằng bạn chị em chúng ta cùng tiếp tục đi trên chặng đường này để chúng ta ít nhất cùng học chung với nhau một sách văn với những bài học sâu sắc ở trong đó và vẫn như thường lệ lớp kinh thánh của chúng tôi hàng tuần vẫn diễn ra vào lúc bảy uh, uh, 7 giờ vào lúc 7 giờ tối thứ tư hàng tuần ở trên phòng Zoom của hội thánh với là cũng là số điện thoại của hội thánh chúng tôi là 408 287 2286 chúng tôi có rất nhiều con cái Chúa từ đây đó tham gia và chúng tôi chia có khi thì chia ra từng nhóm để thảo luận rồi gặp lại chia sẻ với nhau trong đời sống đức tin theo giờ của California là 7 giờ tối thứ tư nếu bạn xem có thể thu xếp được xin mời cùng tham gia để cùng cầu nguyện cùng nâng đỡ đức tin với nhau với chúng tôi qua phương tiện của Chúa cho ngày hôm nay đó là zoom à, và nếu mà quý vị không thể tham gia trực tiếp được thì quý vị có thể nghe lại lời của Chúa theo từng đoạn kinh thánh ở trong Phúc Âm Giăng, một lần nữa cầu xin Chúa ban ơn cho ông bạn chị em thật nhiều và gia đình của quý ông bạn chị em cũng được trọn đầy ở trong Chúa, xin Chúa phù hộ cho quý vị. Phúc Âm Giăng đoạn 4, người đàn bà Samari. Khi Chúa đã hay rằng người pha si có nghe đồn ngài gọi và làm phép báp-tem được nhiều môn đồ hơn răng kỳ thiệt không phải trên đức Chúa Giê-su làm phép báp-tem nhưng là môn đồ ngài, thì ngài lìa xứ Jude trở về xứ Galilee. và ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Vậy ngài đến một thành thuộc về xứ Samari gọi là Sikha, gần đồng ruộng mà gia cốt cho Joseph là con mình. Tại đó có cái giếng gia cốt, nhân đi đàn mỏi mệt. Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. Một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy cho ta uống. Vì môn đồ ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn, người đàn bà Samari thưa rằng, Ủa kìa, ông là người Juda mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Juda chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói, hãy cho ta uống là ai thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước uống. Người đàn bà thưa, hỡi chúa, chúa không có gì mà múc và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sông ấy? Tổ phụ chúng tôi là gia cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn gia cốp sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khác mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thầm một mặt nước trong người đó, vang ra cho đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa giê -xu phán rằng, Hãy đi gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng, Tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán, Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có năm đời chồng Còn người mà ngươi đang hiện có Chẳng phải là chồng ngươi Điều đó ngươi đã nói thật vậy Người đàn bà thưa rằng Lạy Chúa Tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri Tổ phụ chúng tôi đã thở lại trên hòn núi này Còn dân Juda lại nói rằng Nơi đáng thở lại là tại thành Jerusalem Đức Chúa Giêsu phán rằng Hỡi người đàn bà Hãy tin ta Giờ đến khi các ngươi thở lại cha chẳng tại trên hòn núi này cũng chẳng tại thành Jerusalem các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết chúng ta thờ lại sự chúng ta biết vì sự cứu rỗi của người Juda mà đến nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại người đàn bà thưa tôi biết rằng đấng messi nghĩa là đấng chris phải đến khi ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta đức chúa giêsu phán rằng ta người đã nói với ngươi đây chính là đấng đó khi đó môn đồ tới đều sững sờ về việc ngài nói với một người đàn bà nhưng chẳng ai hỏi rằng thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao thầy nói với người người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành nói với người tại đó rằng Hãy đến xem, một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải đến Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng Đức Chúa Giêsu. xu Xong le, môn đồ nài nỉ một bên ngài mà rằng Thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng Có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng xa ta đến và làm chọn công việc của Ngài. Các ngươi há chẳng phải nói rằng bốn tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Xong ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người theo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng người này thì gieo người kia thì gặt là rất phải ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm kẻ khác đã làm còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ có nhiều người samari ở thành đó tin ngài vì cứ lời đàn bà đã làm chứng về ngài mà rằng ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm vậy các người samari đã đến cùng ngài xin ngài vào trọ nơi mình ngài bền ở lại đó hai ngày khi đã nghe lời ngài rồi người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Đây là lời của Chúa. Kính thưa bạn chị em, ở trong sách văn đoạn 3, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã dành một cuộc gặp gỡ đặc biệt với Nicodemus. Nicodem là một người như chúng ta đã nói qua ông là một người có địa vị xã hội ông là người có khả năng tài chính ông là người hiểu biết và khác với những người theo đạo do thái giáo thời của ông ông là người có một tấm lòng cởi mở hơn để tìm hiểu tin lành tìm hiểu sự cứu rỗi từ đức chúa giêsu ông nói rằng tôi đến chúng vì chúng tôi nhận thấy có nghĩa là ông đến on behalf tức là ông đến như một người đại diện cho một nhóm người. Và Đức Chúa Giêsu đã phán trực tiếp với con người rất là tôn giáo, rất là đạo đức, rất là thành công theo con đường niềm tin của Do Thái giáo tượng trưng cho tất cả chúng ta theo những tôn giáo của chúng ta. Thì Đức Chúa Giêsu phán với ông ta nói với người, quả thật quả thật ta nói với người, nếu một người không sanh lại thì không thể nào thấy nước Đức Chúa Trời. Chúa dường như đang nói với tất cả những người muốn tìm kiếm sự cứu rỗi bằng tôn giáo rằng điều đó sẽ không thể thực hiện được. Bởi vì sanh lại, là, quý vị đã nhớ sanh lần đầu tiên cũng không phải là sự chọn lựa của chúng ta. Và sanh lần thứ hai cũng không phải là sự chọn lựa của chúng ta tức là chúng ta không có năng lực, chúng ta không có thẩm quyền, chúng ta không có quyết định gì hết trong cái sự sanh lại lần thứ hai. Khi chúng ta có lòng tin, khi chúng ta đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu thì Đức Thánh Linh thực hiện sự sanh lại đó cho chúng ta chứ chúng ta không thực hiện được. Đó là cái thông điệp ở trong sách Giăng đoạn 3. Bởi vì Đức Chúa Trời sẵn lòng yêu thương, vì yêu thương thế gian nên Chúa ban Đức Chúa Giêsu như là một biểu hiện của tình yêu và những người cảm nhận được điều đó Tin nhận Chúa Rồi Đức Thánh Linh sẽ cảm hóa và thay đổi đời người đó Nói một cách khác Người đó vì tin Chúa mà trở nên tốt hơn Chứ không phải vì tốt hơn rồi mới tin Chúa Nhưng mà thưa bạn chị em Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ Một cuộc Chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc gặp gỡ khác Cuộc gặp gỡ này Không giống với lần thứ nhất Không giống với cuộc gặp gỡ của Nicodem Cuộc gặp gỡ với Nicodem diễn ra ở tại ban đêm cũng giữa một mình Nicodem và Chúa cuộc gặp gỡ lần này diễn ra giữa người đàn bà Samari và Chúa hai cuộc gặp gỡ này tuy giống nhau ở chỗ là một cuộc đối thoại riêng tư với đức với đấng cứu thế với đức Chúa Giêsu Christ nhưng mà rất là khác nhau về bản chất trong khi Nicodem là người thuộc về do Thái giáo là một người nằm ở trong hệ thống niềm tin được gọi là chính quy của thời bấy giờ thì người đàn bà samari tượng trưng cho một nhóm người sai đường lạc lối yếu đuối bị loại bỏ khỏi xã hội và chúa đã đến và chúa đã gặp người đàn bà samari và cuộc đối thoại giữa chúa và người đàn bà samari cũng tượng trưng cho một nhóm người một nhóm người đi tìm kiếm sự cứu rỗi Một nhóm người đi tìm kiếm chân lý Thương bạn chị em Kinh Thánh viết lại cho chúng ta ở trong sách văn đoạn số 4 Khi Chúa đã hay rằng người Pharisee -si có đồn về Ngài Và Ngài làm phép bắp tem được nhiều môn đồ hơn dân Kỳ thật Chúa không phải không phải là Đức Chúa Giêsu làm phép bắp tem Nhưng là môn đồ của Ngài thì Ngài lìa xứ Jude trở về xứ Galilee Thưa bạn chị em, xứ Jude là giống như phố thị, một cái nơi đông đảo hơn. Galilee là một thành phố nhỏ ở bên bờ biển. Biển hồ đó, một thành phố êm đềm nhỏ nhẹ ở đó. Thì Đức Chúa Giêsu trở về nơi thành phố Galilee thì Kinh Thánh viết rằng Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Xin ông bạn chị em gạch dưới chữ phải. Phải đi ngang qua xứ Samari. Khi chúng ta đọc đến đây chúng ta nghĩ rằng có lẽ là bởi vì Chúa không có đường nào khác để đi đến xứ Sam, đi đến xứ uh, Galilee mà phải đi ngang qua Samari. Quả tình thật thương bạn chị em ở bên đằng sau kinh thánh của quý vị có bản đồ của những địa phận ở trong thời của Chúa. Ở bạn chị em sẽ thấy rằng từ xứ Jude đi về xứ Galilee không nhất thiết phải đi ngang qua xứ Samari. Thậm chí nếu quý vị còn nhớ nhiều nơi khác trong kinh thánh viết về cái con đường mà đi ngang xứ Samari này là một con đường quanh co, một con đường khó đi, một con đường nguy hiểm chứ không phải là một con đường dễ đi. Nhưng mà kinh thánh nói là Chúa phải đi ngang qua nơi đó. Tại sao? Phải có nghĩa là bị bắt buộc hay là phải có nghĩa là Chúa có việc phải làm? Thưa quý ông bạn chị em. Chúa đã cố tình đi đến xứ Samari Dầu rằng con đường đó Nó khó đi hơn và chưa tính Ở trong Kinh Thánh Ghi lại cho chúng ta biết trong câu số 5 Và câu số 6 Ngài đến một thành thuộc về xứ Samari Gọi là Sika gần đồng ruộng Mà Gia Cốp cho Joseph là con mình Tại đó có cái giếng Gia Cốp Nhân đi đàn mỏi mệt Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng Lúc bấy giờ là độ chừng giờ thứ sáu Người Do Thái tính giờ từ 6 giờ sáng cho nên giờ thứ sáu là khoảng chừng 12 giờ trưa. Thưa bạn chị em, giếng gia cốp một lát nữa chúng ta cũng sẽ nói tới. Nhưng mà một điều mà tôi muốn bạn chị em gạch dưới ở đây đó là sự mỏi mệt. Thật sự Đức Chúa Giêsu cũng giống như chúng ta, ngài là lúc bấy giờ ngài mang thân xác con người. Ở trong tình yêu thương bao la ngài dành cho nhân loại, Chúa vẫn lê thân đi mỗi ngày để đi giảng đạo, để rao truyền sứ điệp về sự cứu rỗi của Thượng Đế Đức Chúa Trời, để con người quay về tin nhận Chúa. Nhưng mà không có nghĩa là Chúa không biết mỏi và không biết mệt. Cái điều khác biệt ở trong các hội thánh của Chúa, ở trong con đường hầu việc Chúa, ở trong nước của Chúa, đó là những con người mỏi mệt, gánh vác nhiều năm, vẫn tiếp tiếp tục hầu việc Chúa. Thật ra nếu chúng ta nhìn cho kỹ, xét cho sâu, chúng ta sẽ thấy rằng xã hội được vận hành, xã hội được đi tới, được tấn tới là bởi những con người giàu mỏi mệt vẫn sống trách nhiệm, giàu mỏi mệt vẫn vươn lên phía trước, giàu mỏi mệt vẫn chọn tình, chọn nghĩa dầu mỏi mệt vẫn phụng sự Đức Chúa Trời. Hội thánh nào cũng vậy, nhiều người nói rằng tại sao trong hội thánh chúng tôi chỉ có một nhóm người làm việc và nhiều người không làm việc? Thương bạn chêm, hội thánh nào cũng sẽ như thế. Và nếu ông bạn chêm ngày hôm nay thuộc về nhóm người làm việc, dầu cuộc đời có những khó khăn, dầu mỏi mệt vẫn hầu việc Chúa, Là ông bạn chêm đang đi theo tấm gương của Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng cứu thế là đấng mỏi mệt nhưng mà vẫn tiếp tục phụng sự cho Đức Chúa Trời. Quý vị nên cảm thấy đó là ơn phước để được noi theo dấu chân của Ngài. Thưa quý vị bạn chị em. Và chúng ta đi tiếp tục thưa quý vị. À, chúng ta sẽ giờ phút này nói về giếng gia cốt. Giếng gia cốt. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta đi ngược về trong kinh thánh chúng ta sẽ thấy ở tại giếng gia cốt Tôi tớ của Abraham đã tìm được Rebecca cho, cho Isaac. Ông Jacob đã gặp được người vợ yêu dấu của mình là Rachel ở tại ngay cái giếng Jacob đó. Và về sau này môi cũng gặp lại gặp được vợ của mình ở tại cái giếng đó là giếng Jacob. Giếng Jacob sâu khoảng chừng 100 feet có nghĩa là Quý vị, tôi không biết 100 feet và giếng gia cốp à, người đàn bà nói rằng người đàn bà samari nói rằng giếng này rất là sâu và ở trong hoàn cảnh chúa không có gì để múc thì không thể lấy được nước từ đó quý vị giếng sâu giếng sâu không bằng nỗi chống vắng nỗi thiếu thốn trong tâm hồn của con người và trong trường hợp này là người đàn bà samari Đức Chúa Giêsu phán nếu mà quý vị đọc xuống dưới đó khi Đức Chúa Giêsu gặp người đàn bà, Đức Chúa Giêsu nói rằng hãy cho ta uống. Bởi vì môn đồ của Ngài của ta đã đi ra để mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng Ủa kìa ông là người Juda mà lại xin nước uống cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Ngay từ trong câu kinh thánh này quý vị thấy có một ranh giới mà không phải là do Chúa đặt ra nhưng mà chính con người với con người đã đặt ra đó là người Juda và người Samari. Người Juda và người Samari. Thưa quý vị, năm 720 khi mà nước Israel, quý vị nhớ từ thời của vua Salomon đã bị sau sau vua Salomon đã bị chia đất nước ra làm hai thì nước Israel lúc bấy giờ gọi là trải theo thời gian chẳng có vị vua nào tốt hết cho đến năm 720 thì bị Assyria tấn công và chiếm lấy và người samari thành samari đã bị hoàn toàn chiếm lấy thì lúc bấy giờ người assyria họ mới xây dựng những cái đền thờ những cái lăng tẩm cho những vị thần của họ và sau này khi mà có cơ hội những người một số người samari đã bỏ chạy về với xứ juda nước juda và đi theo đức chúa trời một số người thì họ ở lại nơi xứ samari ở lại nơi nước Israel cũ họ ở lại nơi xứ Samari. nhưng mà họ không có thờ lại hình tượng họ thờ phượng Đức Chúa Trời của họ và chính vì họ không có ở tại uh, Jerusalem không có ở tại xứ Judah họ cũng sợ rằng đức tin và con cháu của họ sau này sẽ mai một cho nên họ chọn một cái nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời dầu vậy họ vẫn bị xem là những người phản bội họ vẫn bị xem là những người tạp chủng những người bỏ đạo những người bỏ quốc gia những người phản bội quê hương đất nước của mình cho nên quý vị thấy trong thời đó người đàn bà có một người đàn bà ở ở trong uh, một lần nọ khi mà bà cầu xin sự giúp đỡ của Chúa thì Chúa nói Chúa được gửi đến để giúp con cái của người Juda thì bà mới nói rằng con chó có thể ăn mảnh vụn từ trên bàn của con cái rớt xuống, đó không phải là một sự một sự xem thường từ Chúa, nhưng mà đó là nhận định của văn hóa thời đó. Họ cho rằng người Samari thì giống như loài heo, loài chó là những loài ô uế không thanh sạch. Họ đã tạp chủng lai chủng với những sắc tộc khác. Đó là một điều đáng tiếc thương bạn chim và cái điều đáng tiếc đó nó cũng xảy ra trong thế giới loài người của chúng ta khi con người nhìn nhau bởi sắc tộc, bởi màu da và khinh miệt, ghét bỏ lẫn nhau. Sự thật là gì? Ở trong ở trong mỗi một con người đều có sự thánh thiện công bình của Đức Thánh Linh. Dầu cho người đó là người mang sắc tộc gì. Nhưng mà ở trong mỗi một con người cũng có sự ô uế độc hại của tội lỗi. Dầu cho người đó thuộc màu da hay là sắc tộc gì. Thưa quý ông bạn chị em. Nhưng mà bà nói rằng Chúa là người Judah làm sao Chúa lại có thể xin nước của một người Samari? Quý vị thấy trong phương pháp truyền giáo, trong phương pháp chứng đạo của Đức Chúa Giêsu, Ngài hạ mình để nhờ vả người khác. Ngài không đặt Ngài vào vị trí rằng ta là người Judah, ngươi là người Samari, ngươi không biết gì hết để ta dạy ngươi. Ngài đặt vào vị trí để có thể nói chuyện được với người. Ông bạn em và tôi khi chúng ta muốn truyền lễ đạo của Chúa, chúng ta đặt mình vào vị trí nào? thưa bạn chị em ông là người juda mà lại xin nước uống cùng tôi là một người samari sao kinh thánh viết rõ số là dân juda không hề giao thiệp với dân samari đức chúa giêsu đáp rằng ví thử ngươi biết sự ban cho của đức chúa trời và người nói rằng hãy cho ta uống là ai thì ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống Quý vị nước nước sống khác với nước chết ở chỗ nào Người đàn bà đi ra giếng để múc nước Và Chúa nói rằng nước mà ngươi múc là nước chết Nhưng mà nước mà ta cho là nước sống Thưa bạn chị em Nước sống khác với nước chết ở một chỗ Nước chết là khi nước có đầu vào Mà không có đầu ra nước sống là nước có đầu vào và có đầu ra khi một dòng sông luôn chảy thì nước của nó mới có thể sử dụng được người ta mới có thể uống vạn vật mới có thể sống được nhưng mà nước của ao tù là nước chết không có lối ra nếu mà nói về sự cứu rỗi thì đời người là nước chết người ta có thể múc nước để uống cho hết khác nhưng mà nước đó là có đầu vào có ngày sanh ra Và có ngày đi vào lòng đất Nhưng mà không có ngày sống lại Nhưng mà nước mà Đức Chúa Giêsu nói rằng Ngươi biết Thượng Đế tình thương xót của Thượng Đế Ngươi biết đấng mà Thượng Đế gửi tới Và nước đó là nước sẽ đưa ngươi từ sự chết Đi đến sự sống lại Ngươi sẽ xin Chúa cho ngươi nước đó để uống Thương bạn chèm Chúa phán với chúng ta phàm ai uống nước này trong câu số 13 sẽ còn khác mãi. Nhưng ai uống nước ta cho thì chẳng hề khác nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng cho đến sự sống đời đời. Kính thương bạn chị em, quý vị phải nhìn thấy được rằng Đức Chúa Giêsu nhìn thấy nhu cầu của con người họ khác. Tâm hồn của họ trống vắng. Quý vị thấy khác với động vật Động vật không hề có nhu cầu thờ phượng, mà con người có nhu cầu thờ phượng, sách truyền đạo đoạn 3 câu số 10 nói rằng Đức Chúa Trời để sự đời đời ở trong lòng con người. Con người biết, con người khao khát một đấng cầm giữ linh hồn của mình. Con người khao khát được cứu rỗi, con người khao khát được sống nhiều hơn đời sống tạm ở trên đất này, loài vật không suy nghĩ đến chuyện đó. Và con người thỏa mãn cơn khát thuộc linh của mình bằng những niềm tin, những chiếc giếng tự đào ở nơi này, ở nơi kia. Nhưng mà những chiếc giếng đó là những cái giếng chỉ cho được nước chết bởi vì chính lãnh đạo của những tôn giáo đó cũng đã chết chứ không sống lại. Mà Đức Chúa Giêsu nói nước ta ban cho không giống như loại nước đó. Người uống, ngươi sẽ hết khát một đoạn thời gian ở trong những loại giếng đó. người Ngươi cảm thấy thoải mái một thời gian Ngươi tìm thấy bình an một thời gian Sự lạnh lẽo chống vắng trong linh hồn của ngươi Trong tâm hồn của ngươi được thỏa mãn một thời gian Rồi ngươi sẽ khác trở lại Nhưng nếu ngươi nhận được nước của sự cứu rỗi Thì mạch nước đó tuôn tràn từ ở trong ngươi Quý vị để ý cái tư tưởng Chúa nói Nếu thật sự một người tìm được phúc âm của Đức Chúa Trời Thì từ trong lòng người đó phải có niềm vui Niềm vui không phải là vui hời hợt Không phải là là do những thú vui đời này Nhưng mà vui khi hiểu được Đức Chúa Trời Chấp nhận mình, tha thứ mình Và cứu rỗi mình Khi cái tư tưởng tôi được cứu Thấm, thấm vào trong linh hồn của con người Lúc bấy giờ người sẽ rất hạnh phúc Hạnh phúc tự tại chứ không phải là tự tạo Và cái hạnh phúc đó sẽ văng ra những người chung quanh Sẽ dẫn người đó đi thẳng tới sự sống đời đời Thưa quý bạn cho em Cho nên Quý vị biết không Ở trong uh, Jeremy đoạn 2 câu số 13 Đức Chúa Trời trách dân sự của Ngài Là dân sự của Ngài đã làm hai điều ác Họ chối bỏ Chúa là nguồn nước sống Rồi họ tự đào cho mình một nguồn nước chết Không dẫn đến được sự sống Đó là điều nhân loại của chúng ta làm Chúng ta Khao khát sự cứu rỗi chúng ta tìm kiếm đời sống tâm linh Nhưng mà chúng ta quên rằng Một một niềm tin, một tôn giáo thì giống như một chiếc giếng để đi múc nước Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói rằng chiếc giếng đó không ban được nước sống đâu Chỉ thỏa mãn được cơn khát tạm thời mà thôi Khác với Nicodem là một người như của do Thái giáo Cậy việc làm để đi tìm sự cứu rỗi Người đàn bà là một người Người đàn bà Samari là một người Tượng trưng cho những tôn giáo của cõi đời này Đi tìm kiếm một nguồn nước cho linh hồn mình Nhưng mà không tìm đúng được nguồn nước sống Thưa bạn trẻ, Cho nên chúng ta phải thấy được một cái bài học ở đây Người đàn bà nói rằng chúa giếng thì sâu mà chúa lại không có gì để múc cho nên làm sao có được nước đó thương bạn chị em quý vị trong đầu của người đàn bà đó là nước chỉ có thể đến bởi một phương cách là tự mình múc nó lên nhưng mà đức chúa giêsu trả lời với bà hoàn toàn khác Đức Chúa Giêsu nói: Nếu mà ngươi biết ta là ai thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ xin ta. Ngươi sẽ xin ta và ta sẽ ban cho ngươi nước, nước đó. Sự cứu rỗi trong Cơ Đốc giáo không phải là tôi tìm mà là Chúa cho. Chỉ có một điều tôi phải làm. Tôi phải xin Chúa Xin có nghĩa là sao? Xin có nghĩa là tôi thừa nhận tôi không có và tôi không có khả năng để tìm kiếm loại nước đó. Cho nên tôi xin Chúa. Và Chúa nói giây phút người biết ta là ai và người xin ta, ta sẽ cho người. Nhưng giờ phút này tôi muốn ông bạn cho em lưu ý một điều này. Sau khi Chúa phán với người đàn bà Nếu ngươi biết ta là ai và ngươi xin ta Ta sẽ ban cho ngươi Người đàn bà ngay lập tức đáp lại với Chúa Lại Chúa xin cho tôi nước ấy Để cho tôi không khát Và đến đây múc nước nữa Đức Chúa Giêsu thay vì phán rằng Ta ban cho ngươi Giống như khi nãy Chúa nói với bà Nếu ngươi biết ta là ai Ngươi xin ta thì ta sẽ ban cho ngươi Thì Chúa chỉ cần nói Ta ban cho ngươi Nhưng thương bạn cho em Chúa không nói như vậy Chúa nói Hãy đi Gọi chồng ngươi đến đây Gọi chồng ngươi rồi trở lại đây Người đàn bà thưa rằng tôi không có chồng Đức Chúa Giêsu phán ngươi hỏi Ngươi nói rằng Tôi không có chồng là phải lắm Vì ngươi đã có năm đời chồng Còn người hiện có Chẳng phải là chồng ngươi Điều đó thật ngươi đã nói đúng vậy Thưa quý vị, có hai trường phái Mà nghĩ về người đàn bà Samari này Trường phái thứ nhất Đa số cho rằng bà là một người đàn bà có một quá khứ tội lỗi Bà không chung thủy trong đời sống hôn nhân Đến nỗi bà lần lựa có tới năm đời chồng đó là quan điểm thứ nhất của rất nhiều người cho là như vậy. Tôi đọc một quyển sách nghiên cứu về Do Thái, văn hóa của người Do Thái và cách người Do Thái hiểu những câu chuyện mà Kinh Thánh viết lại. Thì người ta đưa một quan điểm tương đối khác hơn đó là thật sự người đàn bà này không tội lỗi như chúng ta tưởng đâu. Không thể chối cãi là có một chuyện gì đó ẩn khúc và đau buồn ở trong đời của bà. Và cái sự ẩn khúc Đau buồn đó khiến cho bà phải đi lấy nước vào lúc 12 giờ trưa Và quý vị đây là một bài học nhỏ nữa để cho chúng ta thấy Kể cả khi chuyện không may mắn xảy ra trong đời của chúng ta Khiến cho chúng ta tủi hổ mặc cảm phải tránh né mọi người Để đi vào một cái đoạn mà không gặp ai Tại nơi đó Chúa cũng tìm tới Không phải là bà tìm Chúa Mà là Chúa tìm tới với bà để gặp bà Ông bạn chị em nếu cảm nhận được tình yêu thương của Chúa Khi quý vị trôi dài Gặp trong những hoàn cảnh khó khăn Quý vị để ý một chút xíu Quý vị sẽ thấy Đức Chúa Trời Vẫn luôn vừa giúp Và ở với trong suốt thời gian Sa ngã yếu đuối Xuống Đi xuống ở trong đời sống của chúng ta Quý vị chúng ta đôi lúc chúng ta Đánh giá thấp tình yêu thương và Sự nhẫn nại của chúa dành cho mình bởi vì mình phạm tội bởi vì mình vấp ngã hoặc là không phạm tội vấp ngã thì bởi vì mình có chuyện gì đó không phải do mình gây ra nhưng mình rất mặc cảm rất buồn tuổi trong cuộc đời và mình nghĩ rằng vì cớ đời tôi có những nỗi buồn này cho nên chúa không có phải là chúa không quan tâm với tôi kinh thánh cho chúng ta biết là chúa cố tình đi tới chúa cố tình vượt những ranh giới xa xôi để chúa gặp người đàn bà có uẩn khuất ở trong lòng Quan điểm của người Do Thái cho rằng người đàn bà này không đến nỗi tệ bởi vì quý vị thấy rằng sau khi bà gặp Chúa, bà đi vào ở trong thành phố, bà làm chứng về Chúa thì có rất nhiều người tin bà. Nếu bà là một người đàn bà lẳng lơ trong làng, trong xóm, chẳng ai tin lời của bà. Có người cho rằng, trong cái quan điểm đó cho rằng là lỡ như bà là một người kém may mắn ở trong cuộc đời bà lấy chồng rồi chồng của bà không biết chiến tranh chuyện gì xảy ra qua đời rồi bà cứ lần lựa nương gửi mình ở người này nương gửi mình ở người kia à, tôi không nói quan điểm này là đúng nhưng mà đây là một trong những cách lý giải hoặc là giả sử bà là nạn nhân bà cứ bị người ta lợi dụng tình yêu xong rồi chối bỏ xong rồi lợi dụng tình yêu xong chối bỏ thay vì bà là người đi lợi dụng những người chồng này thì bà là nạn nhân của những người đàn ông trong thời của bà thì sao có thể người đàn ông mà Chúa đang nói rằng người đã có năm người chồng, năm đời chồng và cái người hiện tại không phải là chồng ngươi có chó có thể nào là bà vì do quá khốn khổ, khốn khổ trong đời sống tình cảm đã cuối cùng đi về ở với cha hay là ở với anh của mình thì sao? Nhưng mà dầu đó là gì, thưa bạn xem, quý vị thấy có một điều rất lạ lùng. Trong khi bà tránh né nỗi đau của cuộc đời mình thì Đức Chúa Trời moi nó ra. Đức Chúa Giêsu moi nó ra và giải quyết nó. Có thể nói rằng khi một người giống như bà là một người đi tìm kiếm niềm tin, tìm kiếm sự cứu rỗi mà nghe Chúa hứa ban cho mình sự cứu rỗi là phải xin Chúa ban cho mình ngay lập tức. Nhưng mà Chúa lại có thánh ý của Ngài khi Chúa bắt bà phải giải quyết những nỗi ưu tư, những vết thương ở trong tâm hồn của mình. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không yêu cầu một người trở nên hoàn hảo thì Chúa mới ban cho người đó gọi là ân điển để cho người đó biết được về sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn một người phải được chữa lành. Khi đã tin nhận Chúa rồi thì phải khác. Nếu là người tội lỗi thì thật sự phải ăn năn và sống một cuộc đời khác không thể không thể nào bà gặp Chúa và nếu giả sử như bà là người có tội lỗi về chuyện tình ái như vậy bà gặp Chúa và Chúa phán thẳng vào trong cái chuyện mà bà giấu kín mà bà vẫn có thể sống cuộc đời như thế mà tìm kiếm sự cứu rỗi điều đó kinh thánh thật sự không có hứa nhưng mà giả sử như bà không phải là người phạm tội nhưng mà bà cũng có những vết thương thì khi đã đến với Chúa khi đã được nhận nước hàng sống của Chúa thì phải giao tất cả những cây đắng buồn giận tức tưởi của cuộc đời ngày xưa của mình để sống một cuộc đời mới trong Chúa. Không ai trong chúng ta sanh ra chọn được hoàn cảnh của cuộc đời mình. Và trong quá trình chúng ta cố gắng để sống đi qua những tháng ngày của những ngày tháng không biết Chúa đó, chúng ta phạm biết bao nhiêu sai lầm. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta, Con đã đến với ta, con đã biết ơn cứu rỗi của ta, con phải giải quyết chuyện đó. Quý vị nghe tôi đây, câu này. Solve the problem or leave the problem. Do not live with the problem. Một là giải quyết nan đề, hai là bỏ nan đề đó qua một bên chứ đừng sống chung với nó. Có những tổn thương, có những rắc rối trong đời sống trước khi biết Chúa Bây giờ đã đến với Chúa Ai ở trong đấng Christ một Corinto đoạn 5 câu 17 Nấy là một người được dẫn nên mới Mọi sự cũ đều đã qua đi Kìa mọi sự đều đều phải trở nên mới Tôi xin thêm chữ phải vào trong đó Để có thể tận hưởng niềm vui và nước sống của Chúa quý vị Quý vị lấy nước mới Rồi đổ vô nước cũ Thì thật là uổng nguồn nước sống của Chúa Quý ông bạn chim có amen với điều đó hay không? Rồi Chúa đã nói với bà như vậy Và sau đó bà Sau khi bà nghe rằng Chúa nói cái điều mà bà giấu đó Thì bà thưa với Chúa rằng lạy Chúa Tôi nhìn thấy rằng Chúa là một đấng tiên tri Đấng tiên tri tại vì Chúa nhìn thấy được điều tôi giấu Chúa và rồi chính vì chúa là một đấng mà đã bày tỏ được quyền năng một cách cá nhân trên đời sống của tôi cho nên tôi muốn tìm hiểu thêm về chúa rồi bà mới nói tiếp về chuyện tôn giáo quý vị thấy đang từ câu chuyện cá nhân bà đi ngược về câu chuyện của tôn giáo liền có một mối liên hệ rất rõ ràng giữa những tính lý những giáo lý những sự dạy dỗ của kinh thánh về sự cứu rỗi và đời sống cá nhân của con người thật là sai lầm nếu chúng ta chia ranh giới rõ rệt hai điều này tôi đến nhà thờ là để tôi nghe về sự cứu rỗi để tôi hiểu được những sự hiện hữu của đức chúa trời và những gì ngài dạy dỗ tôi còn đời sống cá nhân của tôi chúa đựng đụng tới i don't tin sổ so. không có chuyện đó và cũng thật là ngây thơ khi chúng ta nghĩ rằng đời sống cá nhân của tôi sẽ không ảnh hưởng đến cách tôi tìm kiếm sự cứu rỗi theo cách dạy của chúa là cả hai liên quan với nhau nhưng mà nói ngược lại một cách tích cực đôi khi chính những chuyện xảy ra trong đời sống cá nhân giúp cho người ta trên con đường đi tìm kiếm sự cứu rỗi người ta nghiêm túc hơn người ta nhận thức sâu sắc hơn về cuộc đời người ta nhìn thấy trắng đen thị phi rõ ràng hơn và người ta tìm kiếm sự hiện diện của đấng toàn năng đấng yêu thương họ đấng cứu giúp họ ở trong Quý vị, người ta sống càng lâu, người ta càng thấy sự mỏng manh của đời sống, người ta càng thấy sự ngắn ngủi của đời sống, người ta lại càng khao khát được cứu nhiều hơn. Không bạn xem. Tốt nhất là khi đến với Chúa, chúng ta dâng cả con người của mình, không phải chỉ có đời sống đạo hay là đời sống cá nhân. Ở trong người giáo Thái không có chia ra như vậy. Đời tôi và đạo tôi là một. Thì Chúa nói, bà nói rằng Chúa là Chúa một đấng tiên tri, Chúa hiểu về đời sống cá nhân của tôi. Vậy thì Chúa dạy dỗ tôi về sự cứu rỗi. Và rồi bà lý luận bằng cách của mình, bà nói tổ phụ chúng tôi thờ lạy trên núi này. Còn dân Juda thì nói rằng phải thờ lạy tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu phán rằng hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến khi các ngươi thờ lạy Cha chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem, các ngươi thờ lạy sự các ngươi không biết chúng ta thờ lạy sự chúng ta biết vì sự cứu rỗi đến bởi người bởi người Juda mà đến nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha ấy là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy Đức Chúa trời là thần nên ai thờ lạy Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy thưa bạn chị em nhiều năm bước đi trong niềm tin của xã hội của mình đã dạy cho người đàn bà cái, cái cách thờ phượng thượng đế là phải làm theo khuôn khổ như thế này Ở có một cái núi và người samari có một cái núi thánh giống như người juda đó rằng tại jerusalem có đền thờ thánh của chúa nhưng mà đức chúa Giêsu nói rằng cái giờ đã đến cái giờ đó là giờ gì? Đó là khi đền thờ của Đức Chúa Trời không phải ở tại một địa lý nào nữa Mà đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ ngự trong tâm hồn của mỗi người Ngày Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá Bức màn trong đền thờ bị rẽ ra làm hai Sự ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh không còn nữa Nói một cách khác ngày hôm nay Dân sự của Chúa có thể dạng dĩ bước vào trong ngai ơn phước Dân sự của Chúa có thể cầu nguyện trực tiếp với Chúa Có thể bước đi với Chúa bằng cái gì? bằng hai điều bằng tâm thần bằng tấm lòng yêu kính bằng thần linh ngay thẳng và bằng lẽ thật lẽ thật là gì văn đoạn 17 xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh lời cha tức là lẽ là lẽ thật Thưa bạn chị em Chúa đang muốn dạy với người đàn bà rằng trước tiên ngươi phải Repent hoặc là restore Tức là ăn năn hoặc là được chữa lành Và rồi ngươi phải thờ phượng Ngươi phải thờ phượng Đức Chúa Trời Nếu ngươi thật sự nhận được nước hàng sống Nước hàng sống được ban cho một cách nhân không Ngươi xin ta sẽ cho ngươi Nhưng mà khi ngươi nhận được nước hàng sống rồi Hiệu ứng của nước đó Phải là một tấm lòng thờ phượng Ngươi phải thờ phượng Đấng đã tạo ra ngươi Và thờ phượng không phải nói rằng tôi thờ Chúa hay là dùng môi miếng hay là dùng các biểu hiện nào khác dùng âm nhạc dùng những thứ đó đều là tốt nhưng mà cái điều quan trọng nhất khi thờ phượng Chúa là ngươi có một tâm thần suy tôn Chúa và ngươi làm theo lời dạy dỗ của Ngài đó là thờ phượng theo lẽ thật nhiều người nhấn mạnh là thờ phượng đúng cách điều đó là đúng nhưng mà chưa đủ theo lẽ thật có nghĩa là giữ những sự dạy dỗ của chúa trong lòng của mình một cách sâu sắc sống theo tất cả những gì chúa dạy mình không phải chỉ nhấn mạnh một điều này hay một điều kia mà mà là đặt lời của chúa như là linh hồn của mình bám sát trong lời của chúa đào sâu lời của chúa nuôi dưỡng linh hồn mình bằng lời của chúa vì người đó mới trở thành tín hữu người đó mới trở thành công dân của nước trời người đó mới trở thành một sanh linh mới được sanh bởi đức thánh linh chứ không phải sanh bởi xác thịt loài người thưa bạn chị em. cho nên quý vị người đàn bà nghe đến đó người đàn bà thưa rằng tôi biết đấng messi phải đến khi ngài đến sẽ rao truyền mọi vật cho chúng tôi đức chúa giêsu phán rằng ta đấng cứu rỗi mà người người đang nói với người đây chính là đấng Messi tức là đấng cứu rỗi mà các ngươi chờ đợi từ bấy lâu nay ngày xưa người đàn bà và những người do thái không có toàn bộ kinh thánh giống như chúng ta họ vẫn chờ đợi một sự một đấng sẽ đến thượng đế sẽ sẽ giải cứu họ nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có toàn bộ kinh thánh để nhìn lại để biết thượng đế đã làm điều đó rồi và điều mà chúng ta cần làm đó là suy phục bằng cái tấm lòng quý vị chỉ trong một ý niệm con người có thể đầu hàng Thượng Đế và yêu kính Ngài ngay lập tức. Chỉ trong một khoảnh khắc nếu mà Đức Thánh Linh làm việc. Và khi Đức Thánh Linh đã động chạm tấm lòng của một người, người đó sẽ yêu mến lời Đức Chúa Trời và sẽ làm theo lẽ thật mà Chúa dạy dỗ. Rồi, thì các môn đồ sau đó, sau khi cuộc đối thoại đó, các môn đồ quay trở lại đều sững sờ vì Ngài nói chuyện với một người đàn bà. Nhưng chẳng ai hỏi Ngài rằng Thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao Thầy lại nói chuyện với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình đi vào trong thành và ở tại đó làm chứng cho Chúa. Quý vị có thể đọc thêm những điều đó. Thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu nói về cách truyền giáo của Đức Chúa Giêsu một chút xíu. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng đồ ăn của ta là làm theo ý muốn đấng đã sai ta đến và làm chọn công việc của Ngài. Ta mệt mỏi, ta đói nhưng mà ta không quan trọng, ta quan trọng chuyện làm sao cho người ta biết được tinh lành cứu rỗi của Chúa, phúc âm đời đời của Chúa để cho người ta được cứu. Thì chúng ta đã thấy Chúa vượt qua ranh giới của địa lý. Chúng ta đã thấy Chúa vượt qua Uh, ranh giới của 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 giới tính xin lỗi bạn chị em của của sắc tộc của văn hóa chúa là người juda người đàn bà là người samari chúa không kỳ thị bà đường xa chúa không ngại khác biệt chúa không ngại bây giờ giới tính giới tính là liên quan tới điều gì Thổ đó người đàn ông với người đàn bà không nói chuyện với nhau tại nơi công chúng đừng nói chi là ở một cái nơi mà các môn đồ đã đi lấy đồ ăn một người nam, một người nữ, một đức thầy Giảng đạo Và một người đàn bà Phải có điều trốn tránh Mà nói chuyện riêng tư với nhau Cho nên Chúa bỏ qua Thành kiến của xã hội Chúa bỏ qua cái nhìn của mọi người Để Chúa cho người đàn bà này cơ hội Để biết chân lý Và gì nữa Chúa vượt qua ranh giới của Quý vị Chúa là đấng vô tội Đức Chúa Giêsu giàu trong hình hài loài người vẫn là đấng vô tội và người đàn bà là người có quá khứ Tất cả những ranh giới này Chúa đều sẵn sàng bước qua hết Để Chúa gặp họ Quý vị suy nghĩ thử xem Chúa có có ngần ngại gì mà không sẵn sàng làm điều đó Đối với ông bạn, chị em và tôi Nếu chúng ta có lòng trong sạch và chân thành Chán ghét tội lỗi mình, đau khổ về điều đó Và muốn quay trở lại cùng Chúa hay không Quý vị nghĩ Chúa sẽ sẽ vượt qua những ranh giới để tìm mình hay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Và chúng ta hãy nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu, Chúa yêu thương mình đang bày tỏ sự thâm viếng của Ngài cho mình bằng cách nào? Ông bạn chị em. Có một điều nữa mà tôi muốn quý vị chú ý ở trong câu chuyện giữa Chúa với người đàn bà Samari đó là khi bà được cứu và hiểu biết lẽ thật quý vị ở trong sách Timothée nói rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là Ngài muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật hai điều này đi song song với nhau được cứu là chuyện Chúa làm sự hiểu biết là Chúa ban cho và chúng ta sống với những sống trong nước mới vương quốc của Đức Chúa Trời một bằng những nguyên tắc hoàn toàn mới và người đàn bà này sau khi được Chúa dùng chữ gì động chạm tâm hồn Khai mở tâm trí Dạy dỗ tâm linh Hiểu được vấn đề Bà đi làm chứng cho Chúa Đây là một cuộc truyền giảng Gọi là không Không một tờ Truyền đơn Không tivi Không Không banner Không có gì hết Không có âm nhạc Không có gì hết Một cuộc truyền giảng đơn sơ Thuần túy Giữa người và người và bà đã đi nói với cả làng của bà về Đức Chúa Giêsu. Và những người ở tại thành Samari này đã tin Chúa, quý vị biết không? Sau này khi Đức Chúa Giêsu phán với các môn đồ của Ngài: "Hãy khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ làm chứng về Ta ở tại xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến tận cùng trái đất." Lúc bấy giờ ở tại Samari đã có người tin Chúa rồi. Thưa quý vị, nếu mà một ngày nào đó người đàn bà này không gieo hột giống thì làm sao có lúc có môn đồ đến để gặt nước của đức chúa trời không cậy vào phương pháp của khoa học kỹ thuật từ xưa cho đến nay tin lành đời đời của chúa phúc âm đời đời của chúa niềm tin ở trong chúa chỉ có một phương pháp hữu hiệu nhất để có thể phát triển đó là người được cứu cứu người cần được cứu hay là quý vị nói một cách khiêm nhường hơn Đó là một kẻ ăn mày Chỉ cho một kẻ ăn mày khác Chỗ nào người đó có thể tìm được bánh Đối với cuộc đời của chúng ta Những người uống những nguồn nước ở trong những giếng cạn Đức Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm hiểu Ngài Đức Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tìm hiểu Thượng Đế Đức Chúa Trời Thoàn Năng và tình yêu của Ngài bày tỏ qua Đức Chúa Giêsu đấng đến Trần gian bày tỏ vinh hiển trọn vẹn của ngài giải thích cho con người hiểu sự cứu rỗi của ngài và con người làm sự quyết định quay về với ngài từ đó vết thương được chữa lành từ đó nguyên tắc sống được thay đổi từ đó chân lý được nhận ra và người đó sống trong đời này không khác và nước sống đó dẫn người trôi đến đời sống sự sống đời đời mà chúa hứa ban cho người đó quý vị ở dưới trời không có bao nhiêu lời hứa như vậy cho con người nếu ông bạn cho em được Chúa cảm động Tôi mời ông bạn cho em cầu nguyện Với tôi ở trong giờ phút này Lại Chúa một lần nữa Con xin cầu nguyện cùng Chúa Cho chính linh hồn của con Những người thương yêu của con Con xin cầu nguyện cho Tất cả những ông bạn chị em Lắng nghe lời Chúa thời gian vừa qua. Xin Đức Thánh Linh cảm động ông bạn chị em và giúp cho ông bạn chị em làm sự quyết định tin nhận Chúa đến cùng Chúa để được nhận sự sống đời đời và tình yêu thương cũng như sự gìn giữ của Ngài trong chính đời sống này. Chúa ơi, chúng con là con người, chúng con có những nhu yếu giống như tất cả mọi người, chúng con không hơn anh em đồng loại của chúng con. Chúng con cũng cười nói cũng sinh hoạt, cũng vui chơi Chúng con có những phút giây khờ dại Lúc khôn ngoan Nhưng mà có một điều chúng con khác Với những anh chị em khác của chúng con Đó là chúng con nhận thức được Sự tha thiết Cần có sự cứu rỗi của Chúa Và sự giúp đỡ của Ngài Xin Chúa ban ơn cho tất cả ông bạn chị em đang cúi đầu cầu nguyện trong giờ phút này đi theo lẽ thật đi theo con đường của Ngài Bước vào trong sự thờ phượng Sống một đời sống đức tin chúng con độ tạ ơn Ngài Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.